Giấc ngủ ngàn thu quả là một thời gian dài không thể nào đong đếm được. Và do đó, không có lý do gì mà người ta không muốn chọn một bộ đồ thật đẹp để theo mình suốt khoảng thời gian ấy, phải không nào? Tuy ý tưởng này có vẻ kỳ quặc, nhưng không phải là không có thật. Khi gần đây, một công ty có tên Lyle đã trình làng dịch vụ phối quần áo thật sang chảnh cho người đã khuất. Công ty của Anh Quốc này cho biết, bộ sưu tập mới mang tên Over My Dead Body này lấy nguồn cảm hứng từ kết quả một cuộc khảo sát khách hàng cho thấy 85% người Anh thật sự quan tâm đến bộ quần áo sẽ theo họ sang thế giới bên kia. 1/4 trong số đó còn cho biết họ sẵn sàng chi 1.000 bảng Anh, khoảng 27 triệu đồng cho bộ quần áo cuối cùng của đời người này. Chia sẻ về ý tưởng độc đáo này, bà Catherine Ormerod, tổng biên tập của Life cho biết, những gì chúng ta mặc phản ánh rất nhiều về con người và tính cách của chúng ta. Không ngạc nhiên khi giờ đây, người ta chú trọng đến hình thức của mình ngay khi không còn sống nữa. Có câu nói rằng, cuộc sống quá ngắn ngủi để mặc những bộ đồ nhàm chán. Chúng tôi đã tiếp nhận câu nói ấy và đưa nó lên một tầm cao hơn. Cái chết thì quá dài để bạn mặc một bộ đồ bị chọn sai. Sau khi tiến hành khảo sát khách hàng họ muốn mặc gì khi sang thế giới bên kia, Life thu về rất nhiều lựa chọn. Trong khi có 52% phụ nữ nói rằng họ muốn mặc những bộ trang phục thời thượng được thiết kế riêng cùng giày hiệu, thì 31% nam giới chỉ đơn giản là được mặc chiếc quần lót yêu thích của họ. 1/5 nam giới được khảo sát cho biết họ thích mang dép xỏ ngón, 31% lại chọn đội một chiếc mũ bóng chày. Sau khi chọn 40 món đồ và trang sức theo đúng nguyện vọng của đại đa số khách hàng, Light đã thực hiện một bộ ảnh với những người mẫu nam và nữ mặc trang phục và nằm trong quan tài. Bộ sưu tập này lại tung ra đúng dịp Halloween nên càng ăn khách hơn. Chưa hết, công ty này còn đưa ra một số lựa chọn cho các cặp đôi như chương trình Try Before You Die cho phép bạn đặt món hàng yêu thích nhưng không phải trả tiền trong vòng 2 tuần và được giữ những món hàng bạn thích. Hoặc gói Death Threat, phía cửa hàng sẽ thông báo cho người thân của bạn về món đồ mà bạn đã chọn. Phòng trường hợp không may bạn ra đi bất ngờ, không kịp trăn trối. Tất cả đều hướng về một mục tiêu là mang đến vẻ ngoài lung linh nhất cho khách hàng, dẫu đã đi sang thế giới bên kia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.